chị về. Khoan đã, em đang ở nhà có một mình. Chị hãy ở lại đây chơi. Ở lại đi chơi đi chị. À, hay là vì không có ông anh tôi nên sang đây chỉ buồn. Chị sang đây là theo lời dặn của ba. Xịn lắm chứ. Chị ngại cái ông bạn của anh Hiển lắm. Đừng có sợ, có em đây. Chà, bộ người ta định làm rễ xứ này còn lâu á. Cũng có ý đâm đơn đó, nhưng mà ở đây chưa có chấp nhận. Mấy người thanh niên ở thành phố nghi lắm, không thể không đề phòng. Em nói vậy thì anh Hiển cũng anh hai em mới lên thành phố thôi à. Vả lại đâu phải ai ở thành phố mà xấu hết đâu. Chị yên tâm đi, anh hai em mà có gì á là em không để yên đâu. Chị khỏi lo, mình đồng hội đồng thuyền mà. Đàn bà con gái mình nghĩ cũng thiệt thòi quá phải không em? Chị muốn nói về việc học hành hả? Nếu đổi là con trai thì giờ này nếu không còn đi học, ít ra cũng có việc làm gì đó, chứ đâu có ngồi chờ tới ngày vô làm bếp cho người ta. Trời xanh, bọn chị em mình là như vậy á, biết làm sao hơn đây. À, chắc là anh hai về. Vậy chị làm gì vậy? Bộ chị sang đây không muốn gặp anh hai em hả? Không phải, nhưng chị không muốn gặp cái ông bạn của anh Hiển. Ổng làm sao á? Ủa Nhung, em đến hồi nào vậy? Chị đến chờ anh lâu lắm rồi đó. Chị biết anh thích cua cho nên có đem qua mấy con cua gạch kìa. Hoàng hồ, hoàng hồ cái món cua rang muối hấp dẫn đó. Bác Tư mạnh khỏe hả Nhung? Em sang chơi được rồi, anh ăn gì cũng được, em đừng có bận tâm. Đâu có gì, thôi em về. Khoan đã Nhung, mới gặp nhau chưa kịp nói gì mà em đòi về rồi à? Thì anh có gì nói, nói đi. À thôi, chị Nhung ở đây chơi đi nha. Để em đem mấy con cua ra sau để em làm thịt nó. Tôi sẽ phụ một tay. Nào.
Nhung à, bác Tư có nói cho em biết điều gì chưa? Dạ có. Nhưng biết anh hỏi việc nào đâu. Việc ngày cưới của chúng mình á. Nhưng sao mà gấp quá vậy? Bộ em không muốn vậy à? Không phải vậy. Nhưng cả năm nay người ta lên thành phố, có biết bao bóng hồng ngày đêm kề cận, sợ rằng người ta quyết định quá dội dàng, rồi ôm hận về sau mới phận tôi quê mùa, sợ rằng không cùng ai tương xứng đó. Nhưng mà sao bóng dưng em nói những lời như có điều gì chẳng vui? Sao vậy em? Hả? Chẳng qua là tôi muốn an phận mình thôi, chớ nào dám ước mơ son chung thủy. Anh đã dặn lòng em chớ ngại ngần, anh sẽ đổi thay. Ông xứng với người thành đô. Nhung ơi, vì tương lai sự nghiệp của đôi ta nên anh mới rời quê hơn một năm qua, mà em sợ rằng lòng anh thay đổi. Dẫu chốn phồn hoa có lắm điều mời gọi, nhưng anh vẫn không quên tấm tình quê ngạt ngào hương lúa mới mà ngày đêm anh gìn giữ bên mình. Buổi phồn hoa không làm quen mô tâm chân tình của người con gái, chiều chiều ra ngồi bên sông nước, nhìn về bên này mà gợi nhớ trao thương. Ngày lên đường em đã tiễn chân anh, hình ảnh đó đã theo anh trong suốt thời gian nơi chốn phồn qua đô hồi, đã sưởi ấm lòng anh khi giá lạnh tình đời. Một mình anh giải dầu nơi đất khách, mở miệng hẹn thề nhưng trong lòng đã dặn lòng giữ chữ keo sơn. Vừa biết yêu nhau đã tập tành chờ đợi, đêm tháng tính ngày chỗ thương nhớ dài đến
chỉ sợ chúng xa xôi ánh đèn đô thị sẽ làm cho nhạt nhòa hình ảnh bóng trăng quê. Nhung à, chuyện duyên nợ của chúng ta không chỉ buộc ràng vì lời hứa không đâu, mà chủ yếu là do hai ta tự nguyện. Trong tình yêu không nên có sự gượng ép đâu em. Người ta nói vậy là người ta tự nguyện, chứ không phải vì chiều lòng hai bác phải không? Nhung, bộ em không tin rằng anh thương em thật lòng sao Nhung? Tin, tin nó thì tin, nhưng lâu nay sợ người ta lên thành phố, người ta xài đèn điện mà quên ngọn đèn dầu cũ kỹ lu mờ rồi chứ. Ai là đèn dầu ai là đèn điện vậy à chị Nhung? Ai nó lén gì đó? Ai mà thèm nó lén em, bộ sợ em lắm sao mà nó lén vậy à? Sao tôi nghe gì út đẹt, út đẹt rồi còn hỏi đẹt đâu, đẹt đâu là sao? Thôi đi ông ơi, người ta nói đèn điện đèn dầu, nghe sao mà thành út đẹt? Ủa vậy là nói đèn hả? Đèn điện đèn dầu hả? Mà ai là đèn điện ai là đèn dầu? Em hả? Em là đèn cầy đó chứ ai. Anh hai, vô ăn cua đi, anh Phước đang chờ. Ê, có tôi không? Cái món đó tôi khoái lắm mà nghe. Ham lắm, không có răng mà tới ăn cua. Đi chị Nhung. Ai nói tôi không có răng? Nè, cái gì đây nè, đều ở trên á, thấy không? Thấy chưa? Nhung. Ơ kìa, anh Phước, anh sang đây, còn anh Hiển đâu? Hiển có việc, bỏ tôi một mình buồn quá cho nên tôi tìm cô nói chuyện cho vui. Nhung có biết chuyện gì vui đâu mà nói với anh. Tại Nhung không muốn nói đó thôi. Thật ra chỉ cần có mặt cô thôi. Dù cho cô không nói gì tôi cũng cảm thấy vui. Có lẽ là do tôi để lòng thương mến một sắc đẹp dịu dàng đã cho tôi thẫn thờ say đắm. Anh Phước, anh nên lựa lời nếu phải nói ra, kẻo giữa chúng ta mất đi lòng tôn kính. Vì anh là chỗ bạn bè, còn tôi là vợ hứa hôn với anh Hiền. Tuy có lời hứa hôn nhưng chưa xuất gia theo chồng. Em dạy vì ràng buộc đời qua như vậy, chốn thôn quê đầy dậy mũi mồng. Nếu bằng lòng anh sẽ hết lòng đỡ nâng, để chốn thị thành em có chút ít lợi danh. Tôi là gái quê không ham danh lợi bạc vàng, anh hãy để dành cho những cô gái của anh. Xin chào. Khoan đã cô em mà, coi kìa, làm gì mà giận dữ vậy? Nhung à, em có biết là em càng giận thì em càng đẹp không? Đẹp như vậy là ở nơi quan vắng thì nó uổng lắm á. Ông Phước, tôi khuyên ông nên nói năng cho phải lẽ, vì dù sao tôi cũng sắp là vợ của bạn ông. Sắp chứ chưa hẳn là vợ mà, vẫn còn cứu vãn kịp phải không? Ông nói gì kỳ vậy? Tôi muốn nói là đẹp như em đó, gật đầu là có thể làm bà. Chứ ai ngu dại gì đi lấy một anh chồng nghèo thiết xác, không có trong tay một đồng mà đòi xây dựng chuyện trăm năm. Nghe lời tôi đi, nghe lời anh đi Nhung à. Bỏ hết đi, bỏ tất cả để lên thành phố. Anh bảo đảm với em là một bước lên ngựa xuống xe, lắm kẻ đón người đưa. Chớ dậy chung cuộc đời chung hẻo lánh thôn quê, cho phí hoài một đời nhan sắc. Tôi bằng lòng với cuộc sống của tôi, sống cuộc đời nhàn hạ vô tư. Sẽ lắm gian nan nếu muốn cao danh vọng, không phải ai cũng nghĩ như ông đâu. Chỗ có thịt thơm thì lắm đầy rồi nhăn, chèn ép lẫn nhau để dằn một chút, miếng nhỏ hay to rồi cũng lụy viền.
chứng kiến sức cám dỗ của bạc tiền. Nó là niềm tin cho ta sống trên đời. Nếu không có tiền cuộc sống nghèo khổ ít chi. Thì ông cứ về lo chuyện danh lợi bạc tiền, đừng mong làm dân đục tâm hồn. Một cô gái quê mùa không thích lợi danh. Đó mới là sự thiếu sót. Ôi nhan sắc này phải có một chỗ ngự trị. Như hoa loại nào thì có thứ bình cắm riêng mỗi thứ. Ai nỡ để cho nắng mưa vùi dập một cành hoa thơm đang tỏa hương mời gọi bướm chung tình. Loài hoa kia sẽ được cắm trong lọ sứ bình vàng, để không uổng phí công ông trời tạo dựng, để cho cuộc đời thêm một nét đẹp kiêu sa. Nhung ơi em hãy nghe anh, đừng để uổng phí một đời hoa nên cuộc sống này còn có nhiều mật ngọt. Về chốn phồn hoa có đủ đầy điều kiện, tôi sẽ để cho cô ngự trên chính bậc thềm vàng. Thôi đi, ông đừng có nhiều lời tốn công vô ích. Tôi nhắc lại, tôi không phải là loại ham mê địa vị bạc vàng đâu. Tôi cho rằng chỉ có những bức tượng bằng sắt đá mới không mềm lòng vì tiền bạc. Nhưng mà nghe lời của anh đi. Anh yêu quý em mà. Ông Phước, ông dừng. Không thôi, tôi sẽ la lên bây giờ. La lên đi, la lớn lên đi. Giờ này không còn ai tới bến sông này nghe đâu mà la. Ngoan ngoãn đi em. Anh yêu em mà Như. Buông ra, khốn nạn mà. Tôi không ngờ anh Hiển có một người bạn như anh. Mặt người mà lòng thú giận. Vợ sắp cưới của bạn mình mà anh không tha. Chuyện cuộc đời ai nhanh tay hơn thì sẽ được một miếng mồi ngon, sao lại phải nhường nhau. Tôi rất đau lòng khi anh Hiển lầm tin tưởng anh. Đêm con ác thú vào nhà mà anh không biết không hay. Cũng tại nó là thằng ngu nên mới không biết lợi dụng một sắc đẹp trong tay mà nó muốn hưởng riêng. Đúng là một con người mất hết nhân tính rồi mà. Tránh ra cho tôi về. Gì mà cự tuyệt dữ vậy em? Rượu mời không uống thích uống rượu phạt hay sao? Anh đã cố công tìm đến đây, chẳng lẽ lại để cho em về không như vậy hay sao? Buông ra, bớt người ta, buông ra. Thôi mà, đừng có la nữa mà. Nghe lời anh, bỏ tất cả đi. Lên thành phố sống với anh, anh sẽ cho em tất cả. Anh yêu em mà. Tôi không cần. Anh yêu em tha thiết mà. Buông ra, tránh ra cho tôi về. Nhưng như vậy thì đừng giận anh nghe. Đừng trách anh nghe. Đừng giận là tại sao anh chiếm đoạt em. Anh muốn em phải là của anh. Đến đi anh đi em à, đến đi anh đi em. Cứu tôi đi. Anh yêu em mà. Cứu tôi. Anh yêu em mà. Đừng có la nữa mà. Đừng có la mà. Anh yêu em mà. Chị đâu rồi chị Nhung ơi? Kìa, chị Nhung, sao ngồi đây thẫn thờ vậy chị? Bộ chị bệnh hả? À, giang ra, đừng chạm vào người tôi, giang ra đi. Nhung, chị làm gì vậy? Em nè, Út Đẹt nè, chị có sao không vậy chị Nhung?
Chị Nhung. Út đẹp. Dạ. Út ơi. Sao vậy chị? Chị khổ quá Út ơi. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Sao tối rồi mà chị không về nhà? Bác Tư biểu em đi kiếm đó. Không, chị không về đâu. Chị không có về đâu. Chị không dám gặp mặt má chị đâu. Sao vậy chị? Chị ngồi đây làm gì? Gió nhiều lắm á. Bộ chị không lạnh sao? Lạnh chứ. Chị lạnh lắm. Những cái lạnh của xác thân cũng không sao sánh nổi cái lạnh trong lòng mà chị vừa mới trải qua. Còn nghe tê cứng cả người. Út ơi, chị còn biết phải gì đâu khi người chị quá nhớ nhớ. Sao hôm nay chị nói những lời nghe lạ lùng làm sao? Hay có ai hiếp đáp chị chuyện gì mà chị xa đây ngồi thở than? Em còn nhỏ lắm biết làm gì. Để rồi em chỉ buồn thêm. Chị muốn mượn nước sông gia lành gọi rượt bẩn nhơ trên thân thể của mình. Nói cho ai biết là em đã gặp chị ở đây. Chị Nhung à, chị nói gì mà khó hiểu quá à. Hay là để em đưa chị về nhà gặp bác Tư trước ha. Không, đi đi chị. Không. Dạ. Chị muốn ở lại một mình. Em chạy về lấy bộ đồ sạch của chị đem ra đây cho chị nha. Thôi chị Nhung mà, đi đi chị, đi với em về đi chị. Đi. Đi đi mà. Đừng có cãi lời chị. Dạ. Nhưng mà chị ở đây chờ em nha chị. Nhớ nghe. Chờ em á chị. Anh Hiền ơi, hãy tha thứ cho em. Em đã không còn gìn giữ được cho anh cái quý giá nhất của một người con. Có lẽ kiếp này chúng ta đành lỡ nỡ duyên. Ôi con sông quê đã từng chứng kiến những thời nguyện. Xin hãy giúp tôi gội rửa những ưu phiền nhớ nhuốc để trong giấc mơ tôi vẫn còn trong sáng như dần thơ. Tìm về bên cạnh người thương trong những đêm lạnh sương mà nghe tôi hận cho
trong lòng xót xa cho phận mơ hồng. Và mẹ hiền cõi mang đứng đau khi biết con quen ngủ một đời xinh xinh và từ đau thương. Lại này con xin tạ tội bất hiếu cùng với má, hẹn kiếp sau con sẽ làm thân trâu ngựa để đền ơn dục sinh thành của má. Chết đi rồi, nhưng hồn quán của tao sẽ đeo bám theo mày. Tao sẽ trả thù mày suốt kiếp. Tao sẽ trả thù. Tao trả thù. Tao không thể để cho mày ung dung tự tại trong nỗi bất hạnh của đời tao. Tao phải sống. Tao phải sống. Ông ơi, nếu ông thật sự thương mẹ con tôi thì xin ông hãy hiện mà bảo vệ yên lành cho nó. Tôi chỉ có mình nó là nguồn vui lẽ sống. Bao nhiêu năm rồi nó luôn kề cận bên tôi. Nếu hôm nay nó có chuyện gì, chắc là tôi không sống nổi. Nhung ơi, giờ này con ở đâu? Con có biết là suốt đêm qua má đã thao thức mỏi mòn trong ngóng, má nôn nao khi nghe tiếng xa xa giữa
dành tất cả lại cho tôi. Thưa bác. Hiển, con về tới rồi đó ha. Có tin tức gì của con Nhung không con? Con đã đi tìm khắp nơi rồi, nhưng không thấy dấu vết gì của Nhung hết bác à. Trời ơi, vậy thì nó đi đâu? Nó gặp chuyện không may rồi phải không Hiền? Bác đừng lo, thằng Út đi tới những chỗ quen để tìm Nhung, biết đâu có tin tức của Nhung thì sao? Nếu như thằng Út về đây mà vẫn có tin tức gì của con Nhung, chắc là bác chết qua Hiền ơi. Bác hãy bình tĩnh đi. Con nghĩ chắc là không có chuyện gì đâu bác à. Từ nhỏ tới giờ có khi nào nó dám đi vắng cả đêm đâu. Làm sao bây giờ Hiển ơi? Bây giờ chỉ còn biết chờ thằng Út về coi làm sao, rồi mình mới tính tiếp được. Thật tình con cũng rối lắm. À kìa, thằng Út về kìa bác Tư. Út, Út ơi, con có gặp chị con không con? Út, có biết tin tức gì của Nhung không? Nói mau đi em. Bác Tư ơi, con vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ nữa, con chịu hết nổi rồi bác Tư ơi. Con nói cho bác biết mau đi, con có gặp con Nhung không? Từ sập tối hôm qua tới giờ con đi tìm hết xóm trên tới xóm dưới, rồi con chèo xuồng qua tuốt bên kia sông á, vô nhà mấy người quen, có chỗ người ta đã đóng cửa tắt đèn, con kêu vậy hết không có chỗ nào mà bỏ sót á. Nhưng không gặp người nào biết tin tức của chị Nhung, giống như là chỉ độn hổ thăng thiên vậy đó bác. Vậy em có ra ngoài chợ huyện hay không? Nghe nói ở ngoài đó Nhung cũng có bạn thân. Bạn thân của chị em gặp không sót một người, nhưng ai cũng trả lời không biết không hay. Trời ơi, con tôi nó đã... Bác Tư, bác sao vậy nè? Bác Tư, bác bình tĩnh đi. Con tin là Nhung không sao đâu. Bây giờ trời sáng rồi, bác để con đi tìm một vòng nữa coi sao. Út bà, ở nhà coi chừng bác Tư nghe em. Anh đi à. Nhung, trời ơi Nhung. Bác Tư ơi, Nhung về nè bác Tư. Nhung, con của má. Con đi đâu suốt đêm qua làm cho má ngồi đứng không yên vậy con? Con à, con có sao không con? Má hỏi em kìa, em có nghe không hả Nhung? Má! Nhung! Sao con khóc? Có chuyện gì vậy con? Cả đêm qua con ở đâu? Nói cho má biết đi con. Suốt đêm qua con ở ngoài nghĩa trang. Trời đất ơi! Ngồi trong nghĩa trang làm gì ở trong vậy? Con vô trong đó để làm gì vậy con? Con ngồi bên cạnh mộ của ba. Con tâm sự với ba má. Trời ơi, vậy mà làm cho người ta hết hồn hết vía, chạy đi kiếm tùm lum hết trơn á. Giờ xong chuyện rồi phải không? À, thôi để con xuống bếp con lục cơm nguội, con ăn một bụng, ngủ một giấc cho nó đã. Con cũng xin phép chạy về bên nhà báo cho ba má con hay, chứ cả đêm rồi ba má con cũng sốt ruột lắm. Anh về bển một chút nghe Nhung. Anh Hiển, anh ở lại đây, em có chuyện cần nói với anh. Em muốn nói chuyện gì vậy Nhung? Thưa má, chuyện muốn thưa với má và anh Hiển cũng chính là chuyện mà con đã tâm sự với ba suốt đêm qua. Má, xin má hãy tha tội cho con. Nhung, con làm gì lại vậy con? Con có lỗi gì với má chứ? Con lỗi với má với vong hồn của ba, với hai bác bên nhà, và có lỗi với anh Hiển đây nhiều nhiều lắm. Nhưng em có lỗi gì?
em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ... từ hôn. Từ hôn? Nhung, con có điên không? Sao con nói gì lạ vậy? Đó là chuyện quan trọng cả một đời, là danh dự của ba với má, gia đình, cháu Hiền. Con có hiểu không con? Chính vì vậy mà suốt đêm qua con tâm sự với bà trong nước mắt nghẹn ngào, mà lòng con đây như ai sẽ ai bảo. Dù có đắng cay cũng không thể thay đổi được, thôi thì chướng tình coi như đứt đoạn từ đây. Nhưng bởi vì sao mà ta đành chia tay vĩnh biệt, khi anh vẫn yêu em chân tình, và cả hai gia đình đang bàn tính chuyện hôn nhân. Anh cứ coi như em không giữ trọn lời giao ước. Em là một người vong phụ, không xứng đáng được anh yêu. Hay nói đúng hơn là em không còn yêu anh nữa. Em nói láo, đó không phải là nguyên nhân. Mấy ngày trước đây chúng ta còn vui vẻ bàn tính chuyện tương lai. Em còn sợ anh sa ngã chốn phồn hoa đô hội. Em rất sợ mất anh vì em yêu anh mà. Em có nhớ không? Tôi nhớ, tôi nhớ. Nhưng đó là chuyện của mấy ngày trước đây. Còn hôm nay, hôm nay tôi mới thấy mình ngu dại vô cùng. Vì sao? Vì anh quá nghèo. Anh không thể nào lo cho tôi cuộc đời no ấm. Tôi sợ cái nghèo lắm rồi, anh có biết không? Nhung, con nói gì vậy? Con điên rồi sao? Con không điên, mà ngược lại con rất tỉnh. Con đã thoát ra khỏi tình ái, con trở về cái thực tại trần trụi, mà cái tình yêu thơ mộng kia chỉ là một trò cười. Anh nghĩ kỹ đi, làm sao mà hạnh phúc, làm sao mà sống với nhau đến bạc đầu, khi phải vất vả bon chen trong cảnh đói nghèo tâm tối chứ. Đủ rồi, xin cảm ơn sự thức tỉnh kịp thời của cô, vì chính cô cũng đã giúp tôi thức tỉnh để nhìn rõ thân phận của mình. Phải, tôi không đủ mang lại cho cô một cuộc sống giàu sang sung sướng. Vậy thì cô cứ chạy theo khát vọng của cô đi. Vĩnh biệt. Hiển, Hiển. Má, má đừng kêu ảnh nữa. Nhung, con giết má đi. Con giết má chết đi Nhung ơi. Má, chứ con đối xử như người ta như vậy thì làm sao mà sống nổi chứ. Nhung ơi, ba má đã nghèo từ cái tuổi ban sơ của đời chồng vợ, nhưng cái nghĩa cái nhân chưa bao giờ sao lãng. Để được bình yên thanh thản mình đã mang cùng người ta cái ân sâu vô bên vô bờ, thà các con đừng yêu thương hứa hẹn thì cái chữ ân tình đâu ép buộc chi con.
nhưng đã bao năm rồi các con gắn bó và hai gia đình đang tính chuyện hôn nhân. Con nỡ nói chi trong phố khinh bần để xót đau cả tâm hồn của má. Má ơi, tránh nỗi đau này thì má sẽ gặp ngay nỗi đau khác. Đường nào cũng đau cũng xót, con đành phải chôn cho má nỗi đau nhẹ nhàng. Con không mang tiếng dâu phụ người ta, bất hiếu với mẹ già, thì con cũng đành cam chịu má. Nếu như con muốn thay lòng đổi dạ thì má sẽ ra đi cho con được vui. Ta làm má sống lang thang nơi xứ lạ quê người, sống không ai hay, chết không ai biết, để đừng hổ thẹn với xóm làng thân thuộc quanh. Vì má sanh con mà không biết dạy con, để con phụ khổ tam sang dâm thề bội ước. Và mai đây khi về nơi cưỡng kiếp, má phải cúi đầu mà tạ tội với ba con. Nếu phải bỏ xứ ra đi thì người đó phải chính là con, vì chính con mới là người có lỗi. Má, nếu thương con, xin má đừng giận hờn con. Rồi sẽ có lúc má hiểu được nỗi lòng thầm kín của con. Con lại má, xin má hãy tha tội cho con. Nhung ơi, má ráng giữ gìn sức khỏe. Con đi. Nhung, Nhung ơi, Nhung. Đó. Chào em, anh đang xem lại một số hóa đơn của những món hàng mới nhập về đó. Chà, sao lúc này siêng năng ra vẻ quá vậy kìa. Phải siêng năng chứ, nếu không thì mất vợ làm sao. Đừng tưởng siêng năng là có thể giữ được vợ đâu. Biết, biết rồi mà. Sao, bữa nay em đi đâu vậy? Anh có thấy là mình hỏi một câu vô duyên lắm không? Hỏi vô duyên à? Anh xin lỗi, anh xin lỗi em yêu. Lẽ ra anh phải hỏi là em đến thăm anh hay có việc chi khác không? Đúng không? Nếu như không có việc gì khác, em không đến được sao? Chà, hôm nay sao em khó khăn quá vậy? Anh lỡ lời mà... Mới gặp chuyện bực bội ở bên nhà, sang đây... Thôi, cho anh xin lỗi nha. Nước đi em, uống nước cho nó hạ quả. Sao, có chuyện gì vậy hả? Nói anh nghe coi. Thì chuyện của anh chứ chuyện gì nữa. Chuyện của anh mà thôi đi em à. Nếu như ba không muốn vậy thì ép buộc ba làm cái gì? Không phải là chuyện muốn hay không, mà nhất định là nếu như ba không đồng ý rút lui, nhường cho anh quyền quyết định trong ngoài, thà là má giải tán chớ không đồng ý, để cho ba lợi dụng việc làm để vợ thói trăm
qua. Tuổi cho ông già tuổi cũng đã cao, ông chỉ vui vẻ qua đường thiệt hại gì đâu, dù sao cũng đã cho cô ấy nghỉ việc rồi. Bộ đất này không còn có cô khác hay sao? Em làm như là ông già ông gặp ai ông cũng 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 sao cũng vậy cả. Đàn ông các anh là vậy đó. Mà theo em, quyết định của bà già là cũng hợp lý thôi. Năm nay ba em cũng đã lớn tuổi rồi, công việc của công ty cứ giao hết cho anh là được rồi. Còn chuyện của tụi mình, em định bao giờ hả? Sang năm đi. Sang năm lận à? Có gấp gáp gì, bây giờ cũng có khác gì đâu, chỉ chưa có đám cưới mà thôi. Anh nghĩ vì giữa anh và em chưa có lễ cưới cho nên ông già không giao chức giám đốc cho anh. Không phải đâu, quyết định đó là do má em. Còn ông già sở dĩ không chịu là muốn ra ngoài tìm bồ nhí thôi. Em thấy con đường mà anh đi chẳng khác gì con đường mà ba em đã đi. Em muốn nói sau này rồi anh cũng như ba bây giờ phải không? Nghe má em nói, hồi trước ba em cũng là một thanh niên nghèo nhưng có chí, nên mới được ông ngoại em thương mến hết nở lòng, nên mới gả má em cho ba, rồi còn cho gia sản em tư để bảo đảm cuộc sống của mình. Nhưng cuộc đời đâu có được êm xuôi như mình dự định. Ông thành đạt giữa cuộc đời sao có ít nhiều rắc rối, ba em đã làm cả đời rồi cũng nên cho ông vui chơi một chút. Vì lẽ đó cho nên có những gia đình gãi đổ, khi đã chung sống với nhau có con bồng con dắt con đẹp. Không phải là ai thành công cũng đổ nát gia đình. Thường là khi thành đạt người đàn ông thường hay sanh sự, chớ còn thiếu trước cũng sao có ai sanh sự mà làm gì. Những người đàn ông ra đời thường vui chơi bay bướm, không có nghĩa là bỏ bê gia đình không lo lắng. Anh quan niệm đàn ông bảy thiếp năm thê, còn đàn bà tam tùng tứ đức. Vậy là em muốn nói sau này anh mà giống ba thì... Là đường ai nấy đi, dù cho lúc đó có bao nhiêu đứa con cũng vậy thôi. Chà, nghiêm trọng dữ như vậy sao? Ừ, em thà như vậy chứ quyết không bằng lòng sống với người đàn ông chia sẻ tình thương cho người khác đâu. Nói là nói vậy chứ người yêu của anh dễ thương nè. Ừ. Trời đất ơi, một mình em anh thương hổng hết, có đâu sẽ chia cho ai. Cuộc đời có ai biết trước đâu, đừng vội nói trước. Còn đó chứ không mất gì đâu. Em chóng mắt em xem có đúng như lời anh nói không đó. Thôi, để hôm khác nói tiếp đi. Anh cảm thấy đói bụng lắm rồi đó. Chúng mình đi thôi ha. Ủa, ai đi kìa? Chắc có cô nào kiếm đòi nợ. Nợ gì? Nợ tình chứ gì. Giỡn chơi em, anh của em sòng phẳng lắm, không có chuyện đó đâu. À, xin chào. Cô
cô là cô tìm ai vậy? Anh Phước, anh không nhận sao? Em là Nhung, vợ sắp cưới của anh Hiển đây mà. Nhung vợ sắp cưới. Sắp thôi, chứ chưa cưới. Xin lỗi, còn đây có phải là chị Vân, người mà anh thường nhắc với em đó không? Dạ, chào chị Vân. Nghe anh Phước nhắc chị hoài, hôm nay mới hân hạnh biết chị. Không dám, chào chị. Cái gì chị? Em là vợ tư của anh Hiển, thì là em út của anh chị. Chị đừng gọi em như vậy, phải không anh Phước? Vợ Hiển. Mời cô, ngồi đi cô. Chị cứ gọi em là Nhung. Vâng, cô Nhung. Cô tìm anh Phước có gì không hả? Thật ra em tìm anh chị mới đúng. Vì nghe anh Hiển bảo chỗ công ty của anh Phước và chị đang một thư ký giám đốc, và anh Phước cho gọi em đến. Lẽ ra anh Hiển đi với em, nhưng vì hôm nay có gia đình dưới quê lên, sợ anh Phước trông nên em đi một mình. Kìa anh, sao anh hẹn với cô Nhung mà anh không nhớ? Nhớ chứ, nhớ. Nhưng mà anh không nghĩ là cô ấy đến đây. Lẽ ra em đến công ty, nhưng vì em muốn gặp cả và chị. Xin lỗi. Chuyện gì với em? Má gọi em gấp, không biết chuyện gì. Rồi anh... hay là anh mời cô Nhung đi ăn cơm, rồi hai người bàn công việc luôn. Nhưng mà anh... Anh cứ lo công việc. Hẹn hôm khác, anh và em mời anh Hiển với cô Nhung một bữa cơm đáp lễ. Thôi, em về ạ. Cô Nhung, ở chơi nghe cô. Sao cô... Anh muốn hỏi tôi tại sao biết anh ở đây chứ gì? Việc đó đơn giản thôi, mà tôi còn biết nhiều thứ về anh hơn nữa. Cô đến đây còn Hiển... Anh Hiển hoàn toàn không biết gì. Đúng ra là từ cái đêm tang tóc của đời tôi phải lén rời bỏ quê nhà, đôi nỗi tha phương âm vết thương lòng. Giữa chúng tôi coi như đã đoạn tuyệt. Anh làm việc này mà không nhớ hay sao? Hôm nay vì lý do nào mà cô xuất hiện? Cô làm cho tôi vô cùng kinh ngạc. Cô muốn yêu cầu gì cứ nói ra đi. Anh đã vay của tôi một món nợ, ngày nay anh có thành tâm trả lại, hay là anh qua cầu rồi rút dáng, qua sông đạp xuồng mặt cho nó nổi trôi. Cô Nhung ơi, thật ra tôi hối hận vô cùng, xin cô niệm tình bỏ lỗi cho tôi. Cuộc đời chúng tôi tàn nát lỡ làng, chỉ bằng một câu xin lỗi nhẹ nhàng như vậy sao? Tôi xin, tôi van cô, ngày nay cô muốn tôi làm gì để bù đắp lại, tôi cũng xin hứa. Anh nói thật đó chứ? Tôi thề với cô đó. Cô cần bao nhiêu? Cô nói đi. Anh hứa với tôi, chưa chắc là anh thành tâm hối lỗi đâu, mà là vì anh muốn bảo vệ cái hạnh phúc mà anh sắp có trong tay, phải không? Tôi cũng như tôi ngày xưa, tôi nâng niu đón chờ cái ngày hạnh phúc, mà cả một đời người chỉ một lần có được. Vậy mà anh nhẫn tâm quỷ hoài cho đành. Sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể luôn tình bạn bè hết và tình.
ngày xưa anh đã từng làm kẻ cười trên chiến thân, mà đâu xót xa dùng tiếng khóc của kẻ không ơi. Tôi muốn ngày nay anh phải gặm nhấm nỗi đắng cay mà bấy lâu nay tôi gắng chịu riêng mình. Tôi biết lỗi của tôi, tôi có lỗi với cô vậy. Một lần nữa tôi xin cô hãy tha thứ cho tôi. Bây giờ tôi cần gì tôi cũng sẽ sẵn sàng. Hay là để tôi giúp cô một số tiền để cô sinh sống được không? Tiền cho tôi sinh sống? Cuộc đời tôi có còn sự sống đâu. Và đồng tiền của anh càng không giúp ích gì cho tôi trở lại đường xưa. Anh giờ đây là một kẻ đang bị dụng trong hạnh phúc, nên rất sợ cái từ trù tưởng đó sẽ vỡ tan. Cũng như tôi ngày xưa đã cầu khẩn xin anh, nhưng anh đâu có mà đôi tương. Nên tôi muốn mời anh cùng tôi nếm trải cái gì đắng cay khi hạnh phúc đã vỡ tan rồi. Chính dục vọng đã làm cho anh lu mờ đầu óc và giết chết niềm hy vọng của tôi. Ngày nay mọi việc đã an bài làm sao cứ giản vậy, anh hãy cùng tôi nếm lấy hương vị đắng cay. Cô Nhung, đời cô còn dài vì tuổi cô còn trẻ. Nhưng tôi không còn có tuổi trẻ để sống trên con đường dài đó. Cô đừng có vòng vo nữa, cô nói thẳng đi, cô muốn gì ở tôi? Một sự đổi trao sòng phẳng. Tiền phải không? Không, tiền không thể bù đắp được khoảng trống vắng trong cuộc đời tôi khi nó đã vỡ tan. Cô muốn gì? Dễ thôi, tôi muốn anh bù đắp cho tôi thứ khác hơn. Anh có còn nhớ lời đã hứa bảo tôi hãy bỏ tất cả theo anh, anh sẽ cho tôi một cuộc sống ấm êm. Cô Nhung ơi, nếu như cô muốn vậy thì tôi sẽ tạo cho cô một mái gia đình cho cô nương tựa. À, nếu đã là mái ấm thì phải có tình yêu lẫn bạc tiền. Tôi muốn anh bảo lãnh để cho tôi vào làm chứng thư ký kề cận bên mình. Nếu anh chối từ thì rắc rối sẽ xảy ra đó. Được rồi, yêu cầu đầu tiên coi như tôi đã bằng lòng. Hy vọng là cô sẽ xử sự hợp lý hợp tình. Anh yên lòng, tớ biết phải làm sao. Nhưng còn bé Hiền? Anh yên tâm đi, việc của tôi để tôi xử lý. Anh nên lo phần của anh kìa. Không có gì phải lo cả, từ nay tôi đã là giám đốc rồi. Hy vọng là từ nay chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, để cho đôi bên cùng có lợi. Vâng, hợp tác vui vẻ. Hy vọng là sẽ vui vẻ. Vâng, vâng, tôi sẽ báo lại với ông ấy. À, không có gì, chào. Văn phòng công ty Khánh Long nghe đây. Cô Nhung ơi, xin lỗi. Vâng, vâng, hẹn gặp lại, xin chào. Có chuyện gì vậy anh Toàn? Cái hồ sơ hóa đơn này hình như thiếu một cái á. Đâu, cô xem lại coi. Được rồi, để tôi trình lại với giám đốc. Xin lỗi anh nghe, vào làm mấy tháng rồi mà còn sơ suất. Tôi xin lỗi. Không có gì đâu, cô đừng ái nái như vậy. Từ từ mọi việc sẽ quen thôi. À, hay là vậy nghe. Chiều nay tan sở, Nhung mời anh bữa cơm coi như là tạ lỗi vậy. Ấy, ai vậy? Tôi đồng ý, nhưng mà phải để tôi trả à nghe. Chung quy chỉ là một bữa cơm thôi mà, ai trả không được. Quyết định như vậy nha, chào. Chào. Xin lỗi, tôi muốn gặp giám đốc. Lúc nãy có việc nên giám đốc đi rồi. Có thể buổi chiều anh trở lại, hoặc nhắn gửi gì thì xin cứ để nơi đây. Nhung,
Chiều nay tôi muốn mời Nhung. Nhung rất cảm ơn anh, nhưng chiều nay có hẹn rồi, để hôm khác nha anh Hiển. Từ ngày em về làm ở đây, anh chưa được nói chuyện với em lần nào. Anh xin em dành cho anh một lần thôi. Nhung nghĩ giữa anh và Nhung đâu có chuyện gì cần phải nói. Mọi việc đều đã được an bài từ lâu rồi mà anh Hiển. Nhung, đối với em đã an bài, còn với anh thì... Một câu chuyện có cả một thời gian xây đắp, nay có thể đổ vỡ và an bài đơn giản như vậy sao? Em như cánh chim trời dục bay vào vùng tối tăm, bỏ lại tất cả sau lưng những ân tình của tuổi thơ. Anh Hiển ơi, ngày nay mộng ước đã không còn, chúng ta hãy cắn răng đón nhận thương buồn, để cùng nhau đi hết đoạn đường mà mỗi người đã có con đường riêng. Tôi như kẻ tỉnh cơn mơ giữa đêm tối mịt mùng, lạc lõng giữa vùng trời to rộng, ai đã gây ra tan tóc cho mình? Ổ vỡ này là do đâu? Anh đừng nên tìm hiểu gì đâu mà giấc mộng, do nguyên nhân nào mà vỡ tan, mà nên biết duyên nợ không còn thì chớ làm phiền nhau chi. Nhung ơi, chuyện nợ duyên một lần gãi đồ thì dù cho suốt kiếp này đây cũng không làm sao bôi xóa được vết thương lòng. Bấy lâu nay tôi cứ đinh ninh là duyên phận đã định rồi, bỗng giông bão từ đâu kéo đến, và nát cây lâu đài mà tôi đã dài công xây đắp ngày đêm. Ngọn gió nào đã cướp mất cánh hoa xuân, để bỏ ngỏ mảnh vườn quang gió lòng. Tôi tơ tận trong mảnh vườn trong vắng đêm, nhớ thương mà không biết người xưa giờ ở phương nào. Cánh hoa xuân ngày xưa giờ đấy không còn nữa, thì anh cũng không nên lưu luyến lại cho hoài lý tuổi xuân. Hãy quên chuyện xưa đi, để tạo cho mình một niềm vui khác. Quên chuyện xưa đi Nhung ơi, nếu như nỗi đau dễ quên và niềm vui cũng dễ kiếm, thì thế gian đâu có ai cố lụy vì tình. Còn tình yêu thì lại mong manh dễ đổ vỡ tan tành. Suốt mấy tháng qua anh như người đã chết đi, đừng nói cười mà lòng gửi tận nơi đâu. Rồi bỗng dưng em xuất hiện nơi đây như một cơn lốc không có gì báo trước. Anh khổ đau khi ngày em đã đổi khác, không biết trước mặt anh có phải là người mà mình đã gợi nhớ đau thương. Hy vọng rằng anh hãy quên đi chuyện cũ, vì ngày nay tôi đã có con đường riêng. Con đường riêng của em tôi đã thấy rồi. Hình ảnh cô thôn nữ chèo thuyền trên sông nước đã thay bằng chiếc xe hơi bóng lộng, mà mỗi một bước đi phải có kẻ đón người đưa. Con người sống trên cuộc đời, ai cũng cần cái điều tiện nghi tốt đẹp, đó cũng là chuyện thường, chứ có gì mà anh tỏ ra phẫn nộ như vậy. Được, cô hãy ở đó với những điều tốt đẹp của cô. Anh Hiển,
Hiện ơi, xin anh hãy hiểu cho em, vì em không còn xứng đáng với anh nữa. Hãy quên em đi. Chào cô Nhung, có anh Phước. Dạ thưa chị, giám đốc sang bên phòng thương mại sáng nay. Chị ngồi chơi, có lẽ cũng sắp về. Dạ, mời chị. À chết, cô đừng làm vậy, để tôi tự nhiên mà. Có gì đâu, ở đây là chỗ của em, nên em phục vụ chị là phải thôi. Tôi nghe anh Phước nói cô làm việc tốt lắm, siêng năng, thông minh mà lại được lòng người nữa. Anh chị thương mà nói vậy, chứ em mà làm được gì. Tất cả cũng nhờ ơn đỡ đầu của anh chị đã giúp cho. Chỗ chị em với nhau, em nói câu ân nghĩa làm gì. Có em làm việc bên anh Phước, chị cũng yên tâm hơn. Em thấy anh Phước yêu chị hết lòng, còn lo gì nữa. Không thể chủ quan với đàn ông như vậy được đâu em. Trái tim của đàn ông họ có nhiều ngăn lắm, chớ có mù quáng tin tưởng một cách không phòng bị mà có ngại ân hận. Chị nói đúng lắm. Kìa, sao bỗng dưng mà em buồn vậy? Chuyện của em và Hiển ra sao rồi? Em không xứng đáng với anh ấy chị à. Nhưng mà em đừng mặc cảm quá như vậy. Khi đã yêu nhau là chấp nhận vượt mọi trở ngại để bình đẳng với tình yêu mà người khác mang đến cho mình. Nhưng em lại không xứng đáng được hưởng cái tình yêu đó. Bởi vì em như một cánh hoa không toàn vẹn sắc. Con gái chúng ta có một chữ trinh mà chúng ta phải hết lòng gìn giữ. Vậy mà lỗ bướm mong ngày đêm rình rập để mong phá cho tan dành giấc trôi mình. Khổ cho chị em chúng ta phận mộng bình
mến của đời người con gái. Ai đem mưa rào để cho tan tóc hoàng hôn. Nhưng cuộc sống ngày nay không còn phải như xưa, quá hẹp hòi cô chứ. Em hãy xóa đi trong lòng mặc cảm hiến ngàn dân thân, tìm nguồn vui mới rồi em sẽ được đền bù. Em không hy vọng mình còn có được tương lai, chỉ mong đòi lại cái người ta đã cướp. Chỉ có thông cảm cho cuộc đời người con gái, hay chỉ nghĩ em là người độc ác thù dai. Nhung, chị không có ở trong hoàn cảnh của em nên chị đâu dám có nhận xét. Có khi đồng một sự việc, nhưng khi xử sự thì mỗi người có một cách khác nhau em ạ. Nhưng theo chị, em có nên đòi lại cái quý nhất của một đời con gái mà họ đã cướp đoạt không? Thật tình chị cũng không biết. Nhưng mà chị có ủng hộ em không? Được chứ, chị ủng hộ em. Cảm ơn chị. Nhung, em nằm ngoài này không thấy lạnh sao? Anh không đi sinh nhật à? Anh đưa Vân đến đó rồi, bạn của cô ấy, chứ có phải bạn bè gì anh đâu. Tranh thủ đến thăm em chút gì mà. Ngày nào cũng gặp, anh làm như... Gặp như mở văn phòng, cũng như không à. Như không sao? Chứ gặp nhau ở đây, anh muốn gì? Nhung, sao em hỏi anh như vậy? Anh yêu em mà. Coi chừng thằng Út kìa. Ở văn phòng có kỳ, tưởng đâu ở đây cũng... Thôi mà, để hôm khác em đền cho. Hôm khác hoài. Hôm khác là hôm nào? Em cứ hẹn hoài à. Còn anh thì cứ trơ cái cần cổ cho nó dài ra, đợi chờ mòn con mắt. Mà cái ngày em hẹn đâu chẳng thấy, anh như thằng củi già ôm gốc cây đa, ngày đêm mơ tưởng chỉ hằng. Đã ước hẹn chồng vợ trăm năm, vội vàng vì ngày tháng bên nhau. Sao anh không nghĩ thân em hiu quạnh, trong khi anh còn có chị gánh vác. Vì thế nên anh không muốn cho em thiệt thòi hoài phí tuổi xuân. Miệng là anh biết vậy được rồi, em không phàn nàn gì đâu. Nhung à, phải như chuyện êm xuôi như từ trước tới giờ thì anh đâu có lo. Ngặt một nỗi là ý của Vân muốn cho anh làm lễ cưới, lúc đó thì làm sao mà còn tự do như ý muốn chứ. Đám cưới à? Anh định bao giờ? Tháng sau. Đó là ý của Khánh Vân, chứ không phải ý của anh đâu nghe. Nhưng mà nếu mà đám cưới rồi, anh khó lòng tới lui thăm em được lắm đó. Vậy sao không nhân lúc này anh chăm lo cho cái tổ ấm của chúng ta? Em biết mà, anh chỉ lo cho bên ấy, chứ lo gì cho em. Em nói gì kỳ cục vậy? Vậy đây mà không lo cho em hả? Được cái vỏ không? Vậy cho mấy chuyến hàng anh ký cho em bán riêng, không nhập tiền cho công ty không đủ sao? Rồi mang một mình sao mà đủ hay không? Thì từ từ, mai mốt mình kiếm cái khác. Anh à, em muốn chuyến tàu kỳ này về, anh cho em 200 cái đầu máy tivi để làm vốn cho tụi mình sau này nghe anh. Không có được đâu. Sao không được? Chuyến hàng kỳ này là hàng lậu, chứ bộ hàng có thuế sao mà để cho em đem đi bán. Nhưng mà sao anh bán được? Thì anh có đường dây từ trước rồi. Không biết. Nếu không có hàng, anh phải chi cho tài khoản của em 500 triệu đó. Em à, em làm gì vừa thôi,
anh thấy thằng Hiển và con Huệ mấy lần nó xem sổ sách như phát hiện điều gì, tụi nó mà hay biết á thì lắm chuyện phiền hà. Bởi từ trước đến nay mọi ngõ ngách trong công ty nó đều biết hết trơn. Anh đừng lo ngại tụi nó mà hở miệng, cho một tháng tách áo ra đi. Không dễ dàng như thế, con Huệ có cổ phần, còn Hiển thì từng dính líu đến mấy chuyến hàng trong thuế của hải quan. Nó chẳng để yên nếu như đuổi nó đi. Anh đừng nên lo ngại, em có cách qua miệng cho tụi nó im luôn chẳng gian hở môi. Bộ em định... Nè thôi em à, đừng làm ồn ào không có tốt đâu. Anh yêu, em có cách của em, anh yên tâm đi. Vậy mà anh không chết sao được. Thôi bây giờ anh đi nha, còn phải rước khánh dân nữa. Anh đi à. Út ơi, ra đóng cửa đi em. Ủa, anh Toàn, anh tới hồi nào vậy? Lâu rồi, thấy nó ở trong này nên anh đứng ở ngoài đợi. Tội nghiệp hơn, em đâu có biết hắn đến thình lình như vậy. Thôi, để cho em đền nha. Đợi cả tiếng đồng hồ, có vậy thôi sao em? Vậy là mai rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Nè, nhưng nếu có cái này á thì chắc là phải khác chứ. Đưa cho em. Nhưng mà em có biết công sức của anh và giá trị của hồ sơ này không em? Biết mà. Bộ em làm những việc này cho riêng em hay sao? Anh cưng ơi, nó là bùa hộ mạng cho cả hai ta đó. Nè, anh phục em sát đất nha. Sao em lại nghĩ ra tuyệt chiêu này vậy? Có gì đâu, mình phải thủ. Em xui thì thôi, còn hắn trở mặt, ta có cái mà đối phó chứ. Nhưng trong này có anh, anh dính vô nữa mà. Thì mình làm cho nó riêng ra, anh chỉ là kẻ thừa hành, ăn thua gì. Em phải tìm cách bảo vệ hạnh phúc của em chứ. Cảm ơn em, thật anh đã không lầm khi trao cả tình yêu mạng của anh trong tay em. Nhung nè, nếu có phải vì em mà anh chết á, anh cũng rất vui lòng. Ơ kìa, sao lại nói chuyện không hơn? Thì anh thí dụ vậy mà. Cũng bởi nó tham tiền và địa vị, muốn giờ vét tất cả về cho mình. Vừa có vợ còn lại muốn có cả người tình. Hắn là người quá cao vọng và tham. Anh và em phải hợp tác thật chặt để cùng nhau tạo một tổ ăn vững vàng. Nó sẽ là chỗ dựa cho chúng ta sau này. À, chuyến hàng vừa rồi anh đã giải quyết xong chưa? Xong rồi, ngày mai anh sẽ chuyển số tiền đó vào tài khoản của em, chịu không? Ôi, cảm ơn anh yêu. Anh giỏi quá à. Thôi, anh về nghe em. Bye bye. Kìa, Út, em đi đâu vậy? Tôi về quê. Sao lại về quê? Ở lại đây với chị. Má bảo em lên ở trên này với chị mà. Bác Tư sợ chị ở một mình, thân gái quê người xứ lạ, nên mới bảo em lên đây ở với chị, để chị em đỡ đần giúp đỡ lần nhau. Khi bệnh hoạn ốm đau, nhưng mà em cảm thấy cuộc sống cần phải có em. Út ơi, sao em nỡ nói vậy? Chị với em tuy không
thông ruột thịt thâm tình, nhưng sống chung trong một mái gia đình. Nhưng chỉ bây giờ xuống ngựa lên xe, xa đường kẻ đón người đưa. Hôm nay chỉ tiếp đãi bạn bè, ngày mai chiêu đãi người tình. Út ơi, em không nên hiểu lầm như vậy, chỉ vẫn còn là chị của em. Không, hình ảnh của người thôn nữ dịu hiền chèo thuyền cùng tôi vui đùa trên sông nước ngày nay không còn nữa. Trước mắt tôi giờ đây chỉ là một con thiêu thân ham bạc tiền, địa vị mang rẻ bản thân mình. Chỉ cứ ở lại đây để đắm cuộc sống của mình. Người chị họ của tôi đã chết rồi từ cái đêm rời bỏ làng quê, dứt lại sau lưng những ân tình mộc mạc. Còn chị ngày nay một cô gái đầy tham vọng, chất chứa trong lòng bao thủ đoạn xấu xa. Tôi không muốn ở đây để chứng kiến những hành động xa quá giả mà chỉ đáng ngày một đổi thay dần. Út ơi, chị không thay đổi, em phải hiểu chị Út à. Chị rất cần có em bên cạnh, đừng bỏ chị giữa chốn phồn hoa đô hội này nghe Út. Tôi không muốn ở lại đây, tôi không muốn học theo cách sống lọc lừa điêu hoa của chị. Vì tôi sợ, tôi sợ sẽ có ngày tôi không còn lối trở lại làng quê. Thà để tôi về sống với vườn ruộng ao sâu, với hạt gạo nuôi tôi đã nên hình tôi muốn được sống bên những con người chân chất và tâm hồn tôi được thuần khiết dịu dàng. Còn chị cứ đắm mình trong cuộc sống, rủ bỏ lớp áo quê để biến thành cô gái kiêu kỳ rực rỡ. Tôi không chịu nổi cảnh chị đón đưa chiều chuộng với những con người đầy vẻ tham lam. Khoan đã Út, em đừng đi. Em ở lại với chị, rồi em muốn thế nào chị cũng làm vừa lòng em. Chị nói thật à? Chị không sợ mất quyền lợi của chị sao? Chị có cần gì đâu Út ơi, chẳng qua là em hiểu lầm chị thôi. Chị hứa với em là chị vẫn xứng đáng làm chị của em. Vậy tại sao chị không bỏ cái xứ này để về quê? Về quê? Chị chưa thể về được đâu Út à. Tại sao? Ai cấm chị? Hay là chị còn ham muốn một thứ gì đó mà chị chưa đạt được? Đời chị có còn ham muốn gì nữa đâu em. Chỉ giờ đấy như kẻ tứ cô vô thân, quê hương cha mẹ đó thì không dám về, còn ở lại đây trong cuộc sống đủ đầy cam bay, chỉ cảm thấy lạc lõng bơ vơ. Như kẻ không nhà, chẳng có người thân, chỉ đang lẫn trốn lương tâm. Hình
cánh quê hương những lúc cô đơn, nó đang thôi thúc gọi mời. Chỉ còn lưu luyến chi nơi quê người xứ lạ, hãy cùng em về bên mẹ, bao nhiêu tình thương đang chờ chị đêm ngày. Chị biết, nhưng chị hứa với em, một ngày không xa, hai chị em ta sẽ quay về. Còn bây giờ, chị phải đòi lại những gì mà họ đã cướp của chị. Mấy ông đó đâu? Ông nào? Thì mấy ông thanh tra với viện kiểm sát đó. Về rồi. Làm từ sáng tới giờ teo tim. Sao anh nhát quá vậy? Bình tĩnh đi, không khéo thì lại ông con ở bụi này à. Em thông cảm cho anh, còn độc thân, có gì ai mà nuôi anh. Anh là cái đám người mà quyền lợi thì hưởng sau, tế thần chết trước. Có em không để cho anh chết đâu cưng. Mà có chết thì cùng chết với em, chịu không? Thiệt không đó. Hạnh phúc là ở chỗ đó đó nghe. Bởi vậy hả, dù có chết anh cũng... Anh Toàn, anh với Hiển về văn phòng của tôi nha. Cô Nhung, cô gửi cô Huệ đem toàn bộ hồ sơ chuyến hàng nhập về ngày 16 tháng 4 lên cho tôi nha. Dạ. Cô Huệ hả? Phiền cô đem hồ sơ chuyến hàng về ngày 16 tháng 4 lên giám đốc ngay bây giờ. Đây, nhờ cô. Cô cứ đem vào cho giám đốc. Cô để cho tôi vào, cô không sợ mất sao? Mất điều gì? Ông giám đốc. Bộ cô nghĩ là mình có khả năng đó sao? Cô đừng tự phụ, chẳng qua là chúng tôi tự trọng mà thôi. Tự trọng? Chúng tôi? Có nghĩa là ngoài cô ra còn có người khác? Bộ cô nghĩ trái đất này chỉ có mình cô là phái nữ sao? Chính vì có nhiều, nên khi mình làm kẻ thắng cuộc, mình mới thấy hạnh phúc chứ. Cô tự phụ lắm. Tôi vẫn không tìm thấy ở cô vẻ quyến rũ nào. Thế mà không biết tại sao, người ta như kẻ chết rồi, thơ thân vào ra lạc phách siêu hồn. Họ có gì mà người ta phải chết mê chết mệt, không ngó ngàng gì những kẻ chung quanh. Thế mới biết con người có nhiều hạng, cao quý hay tầm thường còn do người đối diện. Vậy chứ ta bận tranh cãi làm chi? Cô học ở đâu cách thức chinh phục, để cho hai người đàn ông vì cô mà khổ lụy? Xin cô vui lòng dạy cho tôi cách đó, để tôi đưa người cửa trước và rước người cửa sau. Đồng phận gái như nhau, nhưng mỗi kẻ một cánh đời, đâu ai biết mình tốt số hay vô duyên. Tôi khuyên cô chớ vội cười người, khi cô chưa biết rành hoàn cảnh của người ta. Hoàn cảnh của các cô thì có một mẫu thôi. Cha mẹ già yếu neo đơn, ra đời gặp cảnh bất công, buộc lòng sa ngã, chờ người ra tay cứu vớt. Tôi nghĩ giữa cô và tôi chưa có xảy ra điều gì mất lòng nhau. Sao cô tỏ vẻ hằn học với tôi như vậy? Không chỉ hằn học với cô thôi đâu, mà thật ra tôi còn muốn làm cho cô phải chịu khổ đau cay đắng nhiều hơn nữa kìa. Để cho cô đồng cảm với kẻ yêu đơn phương, bị người ta lạnh nhạt chẳng thương tình. Trong khi đó thì người ta bị cô ruồng lạnh lùng. Trời ơi ta
cứ tại sao cái dòng đời cứ quanh quần quần quanh. Tôi là kẻ chưa từng thất bại, từ khi bước vào đời lần đầu tiên tôi phải lụy với người ta. Cô thử đặt mình vào địa vị của tôi, để ngày đêm gầm nhắm nỗi đau kia to lớn. Đừng tưởng rằng tôi hạnh phúc, đừng nhìn tôi vui vẻ bên ngoài mà kết luận nỗi khổ của cô tôi vô cùng thông cảm, nhưng biết làm cách nào để giúp đỡ cho cô. Nếu như cô thật lòng muốn giúp tôi thì cũng dễ thôi, nhưng chỉ sợ cô không sẵn lòng. Cô cứ nói, tôi xin thề là nếu trong khả năng tôi có, là từ nay cô hãy buông tha anh Hiển. Anh Hiển, thì ra cô ta yêu anh Hiển. Chào anh Hiển. Cô Huệ vừa tìm anh. Tôi với cô Huệ cũng như cô và ông giám đốc, gặp nhau hàng ngày, có gì phải tìm kiếm. Có kiếm chăng là những kẻ bạc phước như tôi thôi. Anh mà bạc phước sao? Tôi nghĩ kẻ được người ta tìm kiếm phải hạnh phúc lắm chứ. Cô nói đúng. Còn bất hạnh nào hơn khi phải làm kẻ suốt đời đi tìm kiếm. Vậy theo anh, giữa tôi và anh hiện nay, ai mới là người phải đi tìm kiếm ai? Thường thì người đi kiếm phải là người thiếu thốn, còn kẻ quá đầy đủ rồi thì họ cần chi bận tâm tìm kiếm làm gì, chỉ có kẻ trắng tay không có tương lai mới phải khổ thân tìm kiếm cho mình. Nào ai biết ổ con chuồn chuồn đang nằm ở đâu. Những thứ mà anh mất đi, người ta mới đau khổ vô cùng, nên họ quyết kiếm tìm để đầu cho anh. Thì ra tôi hạnh phúc như vậy sao? Người ta đi tìm kiếm để đền bù cho tôi à? Điều đó đúng như vậy. Còn tin hay không, tùy ở anh. Biết ngay mà. Anh Hiển, anh đến đây để làm gì? Giám đốc của tôi có việc. Giám đốc gọi? Hay thư ký của giám đốc gọi? Cô Huệ, cô đừng nói rồi chị em mất lòng nhau. Cái gì? Anh nói cái gì? Anh sợ là mất lòng người ta à? Tôi không hiểu tại sao các anh chỉ nhìn thấy trong công ty này có cô thư ký, rồi tất cả các phòng ban cứ thay nhau lên đây để chực chờ. Bởi vì mỗi một loài hoa đều có sắc đẹp riêng, đời ai cũng thích hoa đẹp mà chớ ai chọn loại hoa dài không hương để nâng niu trong lọ sứ bình vàng cho héo tàn một đời trai. Có tranh cãi nhau để hưởng chút hương thừa chớ có quý giá gì đâu. Phải, tuy là hương thừa còn có kẻ tranh nhau còn hơn gì, còn hơn sao hả? Thôi, chỉ đùa thôi nha. Các bà muốn ăn thua đủ nhau à? Còn các anh, bộ trong các anh không có sự ăn thua sao? Thế nào, ai ăn ai thua vậy cô Huệ? Chà, tôi cũng chưa biết ai thắng cuộc, nhưng bữa nay quy tụ đủ cả, trước sau trên dưới lớn bé đều có đủ mặt ở đây. Nào bắt đầu đi, tôi sẽ làm trọng tài cho. Nè, cô nên lo cái bản thân của cô đi. Thank you.
bảo anh nếu không muốn làm việc ở trên này nữa thì về quê đi, rồi ba má lo cưới vợ cho anh. Ai nói với ba má là tao muốn nghỉ việc? Thì nghe anh gửi thơ về báo, chị Nhung làm chung sở với anh thì không sớm muộn gì thì anh cũng nghỉ thôi à. Ủa, anh tìm gì mà tìm nát tờ báo vậy? Tao tìm việc. Sao chưa nghỉ tìm việc? Thì có việc rồi xin nghỉ. Bộ chưa có việc làm thì chết đói sao mà anh cần gấp vậy? Ba má không muốn ở trên này nữa đâu á. Về dưới tao đâu có biết làm ruộng. Bộ ở dưới quê chỉ có làm ruộng mới sống hả? Thôi mày ơi, tao bực mình quá rồi nè, hỏi lòng vòng hoài ha. Anh xin lỗi. Vậy là nghỉ việc rồi phải không? Nghỉ hôm nào vậy? Mấy tuần rồi. Tao lại nói với ba má muốn nghỉ là phải báo trước một thời gian mà. Không có nghỉ mà bị đuổi. Bị đuổi? Trời ơi, anh Phước lại cư xử với anh như vậy sao? Còn nhiều người, bộ mình anh ta quyết định sao? Nhưng anh ấy là giám đốc, anh không bằng lòng cho anh nghỉ thì ai mà dám ký? Thôi đi mày ơi, thắc mắc làm gì? Người ta bảo làm thì làm, còn bảo nghỉ thì nghỉ cho xong chuyện. Anh nói em nghe, em tức em chịu không nổi nè. Chịu không nổi? Chịu không nổi? Không lẽ mình đi đánh lộn với họ? Nói thiệt nha, là em biết trước phải có cái ngày này rồi đó. Hay, mày hay à? Không hay gì. Nhưng khi nghe chị Nhung vào làm thư ký cho giám đốc á, thì em biết rằng không trước thì sao, anh đây cũng bị cho đi ra rìa. Em đừng đoán mò quan uống người ngay, Nhung không dính líu gì trong cái chuyện này. Đến giờ phút này mà anh còn binh vực hết mình, chỉ có anh là khờ khảo quá tính. Gì khờ? Anh đây tin bạn cho nên bị cấm sừng. Hai người hò hẹn nhau từ trước, để rồi sắp xếp chị Nhung trốn đi, lên Sài Gòn ở đâu đó lâu, để em câu chuyện ra việc làm. Thôi thôi mày đừng có đoán già đoán non, tao đang mệt đây nè, dẹp cái chuyện đó đi. Anh đang mệt hay là anh khó chịu khi nghe tôi nói việc làm của chị Nhung? Anh còn bưng bít nữa, anh còn yêu thương mơ tưởng lắm mà, sáng mắt chưa? Vậy chứ mày muốn tao phải làm sao đây? Muốn tao làm sao đây chứ hả? Quên chị ấy đi, về quê mà cưới vợ, tạo lập một gia đình hạnh phúc. Còn ôm mãi vết thương xưa, luyến lưu kỷ niệm, thì có ngày em đây sẽ phải đớn đau đưa tiễn một linh hồn. Và ba má sẽ mất đi đứa con trai hiếu thảo dịu hiền. Đến hôm nay em cũng không giấu mục đích của em. Ba má sai lên đây là vì sợ anh làm điều dại dột. Nếu như anh thương cha thương mẹ thì bỏ nơi này về sống với quê hương, để rồi cảnh yên bình của làng quê giúp cho anh quên dần chuyện cũ. Về đi anh, anh còn gì mà lưu luyến, cái nơi tạo cho anh thương tích quá nhiều. Anh cũng muốn về quê cũ, nhưng về đó anh càng buồn khi nhìn dòng sông con đò bến nước như còn in đậm bóng hình ai. Hân ơi, làm sao lý giải chữ tình, anh nào đâu muốn khổ cho mình để người thân đớn đau trong lòng. Nhưng ngày nay lòng anh không thể nghĩ đến tương lai. Thần ơi, anh biết sao đây, anh sợ sẽ làm khổ lụy thêm đời ai. Anh diễn cớ sợ làm đời người khác khổ lụy, vậy chứ anh có biết hiện nay bao nhiêu người thân đang khổ lụy vì mình. Họ rất đớn đau khi nhìn anh
quên bỏ chuyện xưa về với gia đình cho yên lòng cha mẹ. Chỉ có nơi đó mới làm cho anh nguôi ngoai thương nhớ. Ba má sợ rằng chốn cồn quá sẽ có ngày làm cho người mất đi đứa con yêu dấu. Vì sự phản bội của con người làm cho đứa con mình không thể vượt qua. Được rồi, anh hứa anh sẽ về, nhưng không phải bây giờ. Thôi, cơm chín chưa? Anh đói bụng rồi nè. Để em dọn cơm cho anh ăn nha. Ai vậy kìa? Để em mở cho. Ủa, Út, em sang chơi hả? Dạ, chào anh Hiển. À, chị Hân, chị định hôm nào về dưới vậy? Em sang chơi hay có chuyện gì không? Em định, nếu chị về, em sẽ đi cùng với chị. Sao em không ở lại với chị Nhung mà về? Em có buồn chuyện gì không? Chị đưa cái này giùm cho anh Hiển. Sao em đưa thẳng cho anh ấy? Chị không có dám đâu. Em cũng không muốn đi, nhưng chị ấy năn nỉ quá. Em đem đến đây là hết nhiệm vụ rồi đó. Em có về mang về giùm anh, bảo rằng anh không chết đói đâu, mà nếu có chết đói đi nữa, anh cũng không ngửa tay đón nhận những đồng tiền ban ân. Anh vẫn sống được khi còn có đôi tay. Cô ta hãy để mà lo lắng cho mình, vì cuộc sống của cô ấy cần có nhiều tiền. Chị Nhung bảo là anh đã nghỉ việc nên gửi ít tiền để anh xoay sở một thời gian. Chị cảm ơn em có lòng lo cho anh chị, nhưng em hãy đem về chị thật cảm ơn. Chị Hân, em chán ở trên này lắm rồi. Chừng nào chị về, chị cho em đi theo với nha chị. Em nên ở lại cho có chị có em. Về quê cũng đâu có làm cái gì. Hãy ở lại với chị Nhung đi Út. Không, em không ở lại. Không phải vì buồn hay một lý do nào khác, mà là chị rất thông cảm cho em. Chị có biết anh Hiển nghỉ việc là do ai không? Do chị Nhung đó. Vậy thì làm sao em chịu nói nữa? Bình tĩnh đi Út. Chắc là em hiểu lầm thôi, chứ có... Chị không tin hả? Chính em đã nghe rõ ràng chị Nhung và anh Phước bàn tính với nhau. Chị Nhung nhất định cho anh Hiển nghỉ việc, vì anh Hiển đã biết mánh khóe làm ăn của hai người. Chị Nhung bây giờ không còn là chị Nhung ngày xưa nữa, một con người khác hoàn toàn. Biết đâu chị ấy có nỗi khổ tâm riêng của chị. Chị đừng có binh vực. Chị ấy muốn anh Hiển đi khỏi để hai người được tự do làm mưa làm gió. Em sống trong cái căn nhà đó chịu hết nổi rồi chị à. Ủa, bộ nhà có khách hả Hân? Đứa em ở quê lên chơi cho khách khứa gì. Đây là chị Huệ, bạn làm chung với anh Hiển. À, dạ chào chị. À, chị là chị Huệ. Phải. Chị không em? À không, em có nghe nhắc tới tên chị ở đâu đó. À, chị mua cái gì mà sách đùm đề vậy chị? Chị đi cửa hàng Bách Quá mua một số đồ để dành xài. Những lúc không có em, anh Hiển anh khỏi phải đi chợ. Rồi anh đâu rồi em? Ở trong nhà, đang đọc báo tìm việc làm á. Thôi em về. À, chị Huệ ở chơi nha. Em mang luôn cái thư về cho cô ấy, anh không có đọc đâu. Đi em. Còn cô Huệ nữa, tôi có tay chân, có chết đói đâu mà cô bận lòng lo lắng như vậy. Từ nay cô... Điều đó anh khỏi phải nói. Tôi cũng biết anh vẫn còn khả năng trong cuộc sống, nhưng những món quà bé nhỏ của tôi cũng chỉ thể hiện tình cảm giữa người với nhau, không bù thí ban ơn. Sao anh phải phiền lòng? Mong anh đừng từ chối tấm lòng.
mà cô phải lỡ dở chuyện đời mình. Tôi tự biết mình khó đáp lại tấm lòng cô. Ngày nay người ta có cuộc sống khác rồi, sao anh không tạo cho mình cô Huệ ơi, cuộc đời có những việc xảy ra không theo ý muốn. Vì thế mà con người cứ rượt đuổi lẫn nhau. Còn tôi cũng là kẻ đang rượt đuổi theo những điều ngoài tầm tay chơi, để rồi mang khổ lụy. Cùng như anh đều không thoát khỏi cái sự thế thường tình, vẫn biết con đường đó có nhiều hiểm trở mà lòng vẫn thôi thúc, với lòng cứ phải dấn thân. Chuyện ơi, tôi với anh tuy không cùng xuất phát, nhưng hiện giờ có một hoàn cảnh gọi trống lạnh lùng. Bao năm qua chúng ta đã cận kề với nhau, con người nhân cách ra sao đã tạo cho trọn đời này làm sao xóa tan bao ước mơ đất xây buổi đầu tiên. Ước vọng ngày nào giờ đây đã vỡ tan, tôi không dám đeo mang thêm tình ai. Anh Hiển à, anh nói như thế, trên đời này bộ ai một lần vấp ngã là trọn đời không đứng dậy được sao? Còn anh vì trái ngang gãy đổ tư duyên, là trọn đời anh thương hoài hình bóng cô. Tôi không xúi anh làm người phản bội, nhưng tôi cũng không tan thành anh ôm mãi bóng hình xưa. Trong khi người ta đã sang thuyền bỏ bên, thì anh còn lưu luyến chi mà đợi mãi con đò. Cô Huệ ơi, sự thật là tôi chẳng đợi chờ ai, bởi lối cũ rêu phong đâu còn đường về mà chờ người trở lại. Nhưng tôi không nỡ bỏ bên ra đi, vì trong lòng còn bao kỷ niệm ngày qua. Anh đúng là một kẻ chung tình, mọi chuyện xảy ra trước mắt anh rồi mà anh vẫn không quên được. Tôi không biết nên gọi anh là chung tình hay là ngu dại. Xưa nay những kẻ giữ lòng chung thủy không ai cho là ngu dại bao giờ. Cô đến đây để làm gì? Tôi không có quyền đến đây sao? Cô lấy quyền gì mà cấm đoán tôi? Tôi không cấm, nhưng tôi nghĩ chỗ của cô đến không phải là chỗ này. Tôi có quyền đến bất cứ nơi nào mà tôi thích, miễn là chủ nhân không tự tôi. Như cô đừng tự hào quá đáng. Loại người bắt cá hai ba tay, nay cặp người này mai bá vai ông khác, có gì hay đâu. Đúng, cô nói đúng. Và tôi cũng đâu cho kẻ nào có việc làm đó là hay đâu. Nhưng tôi thiết nghĩ, nếu chúng ta đều có chung một mục đích, thì cũng nên cư xử cho công bằng. Nhất là đừng nên xỉ giả lẫn nhau, hạ thấp đối phương để tự đề cao mình.
mỗi cuộc đua đều có kẻ thắng người bại. Dù thắng hay thua ta không thấy thẹn với lòng. Cô nghĩ là tôi đã dùng thủ đoạn đê hèn à, để cố tranh giành phần thắng hay sao? Trong tình yêu mà nếu dùng thủ đoạn thì dầu chiến thắng cũng chẳng ích lợi gì. Tôi tìm kiếm tình yêu một cách đàng hoàng, tôi không muốn hại người để giành chiến thắng. Trường đồ truy mã lực mà, để đến phút chót mới biết kết quả thôi. Chào. Còn cô, sao cô không đi luôn đi? Em chưa thể đi được. Vì nếu như anh không hiểu được tâm ý của em. Đã rõ như ban ngày, có gì khó đâu mà không hiểu. Thường những chuyện phơi bày trước mắt, nó không phải là sự thật đâu anh Hiển à. Có còn gì nữa đâu mà không thật. Một đứa con nít nhìn qua cũng biết, huống hồ chi ai. Cái bi kịch là ở chỗ đó, người ta chỉ nhìn bên ngoài cái phơi bày trước mắt mà dối kết tôi, chứ ai bận lòng tìm hiểu sâu. Giết lần mòn tâm hồn đang heo hắt, thiên hạ chỉ đánh giá bên ngoài, đẹp đẽ tốt tươi. Cô Nhung ơi, mỗi chúng ta tưởng nó êm đềm, ai hay nó đang cuồn cuộn những đợt sóng ngầm. Cái khổ là làm sao cho người ta hiểu được, để thông cảm giùm mà đừng phiền trách. Sống của mỗi người do mình lựa chọn, ai lại đi quan trách làm gì, trong khi ai ai cũng muốn có cuộc sống sang giàu. Cuộc đời vốn không bằng phẳng như mặt sông nước quê mình. Ngài ơi vui để với em đêm lặng lẽ, ai hiểu cho em khi bỏ con đò quên con sông nhỏ để lao thân vào cơn lốc xoáy kinh thần. Người ta đã hủy diệt niềm hy vọng mong manh của em một cách chẳng thương tình, trong khi em đang nôn nức đón chờ ngày xung hợp. Đêm than tin ngài nghe lòng rộn rã hạnh phúc kề bên, bỗng giông bão từ đâu kéo đến làm tươi tả nụ hồng sau một trận cuồng phong. Làm sao còn dám ngẩng mặt nhìn ai khi niềm hạnh phúc nhỏ đã bị ta giằng nát.
Hôm nay cô muốn trình bày lý do vì sao cô lỗi hẹn, để kêu gọi người đối diện sự xót thương sao? Em muốn trình bày cái lý do vì sao mà em ở đây, thay vì được hạnh phúc ở quê bên con thuyền bên nước. Người ta bảo rằng sung sướng thành thời, không, tôi không thể đợi chờ dài quá bao xa xôi. Vì thế cho nên tôi phải thay thế ông trời đòi lại những gì mà họ đã cướp. Nhung ơi, nếu quả người đời quả tàn ác với cô, ở đàn tai quỷ hoài chẳng thương tình. Để ngày nay cô phải ra tay hành xử chuyện của mình. Nhưng nếu cuộc đời này ai cũng muốn tự tay mình bảo quan, muốn tận mắt nhìn kẻ thù gục ngã mới yên tâm, thì chớ chẳng lẽ thiên hạ cướp đoạt của tôi, rồi tôi ngồi đó chờ trời quả bao? Thôi thật là tôi không có kiên nhẫn đợi chờ, nên tôi phải đòi lại những gì mà họ đã cướp của tôi. Ngày nay chắc là cô đã hoàn thành tâm nguyện của cô rồi chứ? Tuy rằng tôi có đòi được một số để bù vào cái tôi đã mất, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Cô nuôi cao vọng quá. Thật ra tôi đòi lại cái mà tôi mất, đâu phải để cho tôi, mà là tôi muốn lấy những thứ đó để bù đắp cho người khác. Cô càng nói tôi càng khó hiểu. Vậy cô muốn bù đắp cho ai? Anh. Tôi không nghe lầm đó chứ? Hy vọng rằng anh nghe đúng. Tôi gì mà phải để cho cô nhọc công bù đắp? Anh không cần. Nhưng tôi, tôi không thể nhìn anh bị thiệt thòi như vậy. Cái hạnh phúc mà lẽ ra phải là của anh, vậy mà họ đã cướp đoạt chẳng dung tình. Họ đã dẫm nát cái lễ tân hôn bằng một hành động sát nhân. Anh cũng là người trong cuộc, vậy anh nghĩ thế nào về người bạn của anh khi họ quá nhẫn tâm? Trời ơi, có lẽ nào như vậy? Hắn chẳng nghĩ gì đến nghĩa tình anh em. Tôi như người vừa tỉnh cơn mê. Tôi sẽ trả thù kẻ đã giết chết đời tôi. Hắn ta phải gánh chịu kết quả mình gieo qua. Tôi đã phải khổ đau nhục nhằn cho dòng họ. Tôi muốn hắn phải bù đắp lại. Nhung ơi, giờ đây anh mới hiểu ra, bấy lâu nay em phải mang lấy nỗi niềm oan khuất. Ai cũng cho em tham sang phụ khó, vậy mà em cũng cắn răng không bày tỏ nỗi ước quan cam gánh chịu riêng mình. Anh qua đổi vô tâm không hề tìm hiểu nỗi đau của người bạn chung tình. Em đã phải gánh chịu bao điều cay đắng, nay được nghe một lời ôi hạnh phúc làm sao. Nếu chuyện xảy ra thì anh cũng là người có lỗi, và đã vô tình gây đổ vỡ đời em. Giờ đây anh cũng là kẻ chờ em tha thứ tội, vì bấy lâu nay đã xem em là người con gái hư hèn. Hắn đã cướp
của em cuộc đời con gái, thì nay hắn phải trả lại cái hạnh phúc mà hắn đang có. Nhưng anh khuyên em hãy quên thù hận đi, cũng do lỗi của anh. Chúng ta về quê đi em. Em sẽ về quê với anh, nhưng để cho em đòi lại những gì đã mất. Anh Hiển, họ đã làm cho anh mất mát những thứ này, em lấy lại để đền bù cho anh. Cái gì đây Nhung? Tài khoản của em ở ngân hàng, giấy chủ quyền xe, nhà và tất cả những gì em đã đòi lại được. Anh thấy không cần thiết những thứ này đâu em. Cái quan trọng là bây giờ anh đã hiểu em, chứ không cần những thứ này đâu. Anh Hiển, được rồi, tạm thời em giữ đây, để sau rồi sẽ tính. Thôi, em về. Hay là để anh đi với em? Không cần đâu, em tự lo cho em được mà. Nhung, cẩn thận nghe em. Anh cứ ngồi xuống đó đi, không việc gì phải nóng lòng như vậy. Alo, tôi đây. Phước giám đốc nghe đây. Được, tôi đang ở đây. Ờ, được, tôi chờ. Anh nhớ lấy toàn bộ hồ sơ chuyến hàng vừa qua thủ tiêu ngay nhé. Làm đi mà. Trong chuyến hàng đó gồm có ai với ai dính vô? Thì anh và Toàn, Bảo và cô Lan. Vậy còn anh Hiển? Hiển nghỉ việc chuyến hàng đó. Anh cho nghỉ hay là theo ý của ai? Thì theo lời đề nghị của cô Nhung. Mấy ông đi một xuồng hết, chỉ có Hiển là thoát. Cô ta cứu người yêu của mình. Tổng số tiền của chuyến hàng gần 1 tỷ, chỉ nhập về chưa tới phân nửa. Số còn lại đi đâu? Thì chắc là chưa nhận được. Họ đã thanh toán hết rồi. Anh ký phiếu Vĩnh Lâm 450 triệu. Số tiền đó đi đâu? Đó chỉ là những cái tôi biết, còn bao nhiêu cái tôi không biết nữa. Em nói cái gì mà lạ vậy? Có cái nào nữa đâu. Không cho ông già làm, giao hết cho anh. Rồi anh làm như vậy làm sao mà tin tưởng được? Không cưới hỏi gì hết. Dân à, bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Tài sản này thất thoát, anh cũng đau lòng sao? Cũng may là trước khi đám cưới tôi kiểm tra lại sổ sách, sợ lúc đi hưởng tuần trăng mật bàn giao lại cho người ta. Tôi không biết tại sao hơn 1 năm qua, không biết anh quản lý cách nào mà công ty gặp toàn thua lỗ, trong khi hàng nhập về anh bán cho ai. Còn tiền ngã nào như có cánh bay, đồng vốn quay vòng lúc chậm lúc nhanh, lãnh đạo cũng tùy theo tình hình chúng nghe mà. Ai đã suối anh đi buôn lậu làm gì? Chứng cứ còn đó, bây giờ làm sao đây? Thì để anh bảo thằng Toàn nó quỷ hết. Lỡ rồi mà. Alo, tôi nghe đây. Sao? Mất hết rồi à? Trời đất ơi, làm ăn cái kiểu gì vậy? Anh tìm hết chưa? Tìm kỹ chưa? Tìm lại đi. Trời ơi, nó là bổn mạng của tôi và anh đó. Sao? Mất hết hồ sơ rồi phải không? Sao em biết? Nhìn anh là đoán biết ngay. Đó, bây giờ anh thấy tai hại chưa? Xin chào. Hôm nay có chuyện gì mà cả ông bà giá lâm tệ xá vậy kìa? Cô Nhung à,
Tôi muốn bàn với cô một chuyện. Anh đi gặp anh Toàn có việc, chúc anh trở lại. Cô Nhung, tôi nghĩ là chúng ta có thể thẳng thắn với nhau, không cần né tránh làm gì. Cho cô chuyện đơn giản, cô đồng ý chứ? Tùy chị. Tôi thành thật khâm phục cô. Từ một cô gái quê có chút học thức, cô nhập vào cái thế giới của chúng tôi. Cô đã khéo léo dẫn dắt, làm cho mấy anh có máu đen tâm hồn điên đảo, tình nguyện làm nô lệ ái tình. Cô đã khéo đưa đẩy tạo niềm tin, nhưng chẳng có ai được cô mở cửa đón mời. Chẳng lẽ hôm nay chị gặp tôi để nói như vậy? Chúng ta cũng không nên rào đoán mất thời giờ. Chỉ cần gặp tôi tìm hiểu điều gì, tôi sẵn sàng đánh bài ngựa với chị đây. Cô à, cuộc sống đã dạy cô sự khôn ngoan lừa lọc. Cô tiếp cận chúng tôi với mưu định gì? Tạo niềm tin để tìm kiếm cho riêng mình một sự nghiệp vững vàng mà không cần có mồ hôi. Chị lầm rồi, không mồ hôi nhưng có máu. Họ đã cướp đoạt của tôi hạnh phúc đầu đời. Theo chị, tôi có nên đòi trả lại không, hay là lặng yên chấp nhận thiệt thòi? Mục đích của cô khi nhập vào thế giới của chúng tôi là để đòi lại sự công bằng. Chị Vân, chị cũng là phận nữ nhi. Nếu như có kẻ nào đó cướp mất đời con gái của chị ngay trước thềm hôn lễ, làm vỡ tan bao ước mơ mà từ lâu đã dài công xây đắp dựng bồi. Nếu chỉ là người trong cảnh thì chỉ nghĩ như thế nào? Tôi phải cắn răng cô nuốt tủi nhục, lặng lẽ rời bỏ quê nhà trốn chạy người thân. Suốt mấy năm dài không dám trở lại quê hương, ôm nỗi đắng cay một thân nơi quê người xứ lờ. Nói sao hết bao nhục nhằn đau tuổi, trong khi kẻ gây ra vẫn thật ơi chẳng bận tâm gì. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm đến nỗi đau của cô. Không hề gì. Tôi đã đón nhận sự khinh miệt quen rồi. Vậy ngày nay cô đã đòi lại đủ để bù vào cái cô mất chứ? Tiền bạc nào bù đắp được cái trinh tiết của đời người con gái chứ? Tôi muốn hắn ta phải đau đớn, khổ sở như tôi thì tôi mới vừa lòng. Vậy việc cô vào công ty cũng là kế hoạch của cô. Vậy thì ai, ai là đối tượng để cho cô đòi nợ vậy hả? Chồng chị, anh Phước. Xin lỗi chị Vân. Thật tình, tôi không muốn làm cho chị phải đau khổ đâu. Mà tôi cảm như có một vị chua chát từ đâu vừa chạm đến đầu lưỡi. Nghe tê buốt toàn thân, thì ra tôi đã chung đụng với loại thú cầm. Vết nhơ này biết rửa
mà người khác mang đến cho mình. Dầu cho cô có tạo ra lắm phong ba, tôi cũng rất khổ tâm sau bao đêm tự hỏi lại lòng. Tôi có vui gì khi nhìn chị khổ đau? Cô Nhung ơi, giờ đây tôi đang mang tâm trạng của người con gái sắp bước vào hôn lễ, bị nỗi bất hạnh từ đâu rơi xuống cho dụng vỡ con tim cay xe riêng mình. Tôi nghe đớn đau như bị người ta cưỡng đoạt duyên tình. Rồi đấy, tôi làm sao tìm thấy hạnh phúc? Làm sao tôi tìm thấy hạnh phúc như một con người mình ghê tởm kinh khi. Cảm ơn, cảm ơn cô đã cho tôi biết sự thật. Dù sự thật đó có làm cho tôi đau lòng vì tan vỡ hình tượng của tình yêu. Giờ đây tôi đang ra vụng về bối rối, tôi không biết cư xử sao với kẻ gì vuốt giống mà bán rẻ bản thân mình. Ôi nực cười cho số phận, mai mía chua cay ông tạo khéo bài, ta như người tình sai. Ai đã phản bội ai cho đến bây giờ số mặt lắm lời chua cay. Cảm ơn cô đã cho tôi biết sự thật. Dù có muộn màng nhưng vẫn còn kịp. Chị Vân, đây là chứng từ chủ quyền những gì mà tôi đã cướp lại được. Tôi xin trao trả lại cho chị. Không, cô cứ giữ lấy, đó là phần của cô, một sự đền trả công bằng mà theo tôi chưa tương xứng. Ngày trước tôi muốn người ta phải đền trả cho tôi để tôi bù lại cho anh Hiền, nhưng anh ấy cũng không cần những thứ này. Có lẽ chúng tôi sẽ trở về quê. Nếu cô không giữ nó thì cô có thể hiến cho nơi nào họ cần đến. Chị Vân, chị có giận em không? Mỗi người đều có cái riêng cho việc làm của mình. Chị rất thông cảm với em. Thôi, chị về. Chúc em hoàn thành nguyện ước. Cảm ơn chị. Cô Nhung, cô Nhung, Khánh Vân đâu rồi? Chị ấy về rồi. Hả? Về? Sao lại về? Cô Nhung, tôi hỏi cô, số tiền bán chuyến hàng... Hàng lậu phải không? Đúng rồi, cứ cho là hàng lậu đi. Anh Toàn đã giao cho cô để ở đâu? Còn gì nữa không? Cái nhà này, cái xe ngoài kia, toàn bộ tài khoản mà tôi có. Một phần là của ông cho, phần là do tôi cướp được. Tất cả vật chất kia cũng không sao bù được. Đời con gái của tôi khiến duyên phận dở dàng. Trong cuộc đổi trao tôi và cô đều chấp nhận. Cô có hẹp hòi gì đâu sau nay lại than gian. Ông cướp của người rồi mới nói chuyện đổi trao. Dĩ nhiên tôi đâu bằng lòng với những thứ ông cho. Cái tôi
ấy là do tự tay tôi đòi lại. Nếu như mà ông không thừa ngân thì ông cứ đi thường. Cô thách thức tôi đó à? Nếu như cô có vỏ quýt dây thì tôi cũng có móng tay nhọn. Cần gì thưa kiện làm phiền người khác? Tôi hỏi cô lần chót, cô có bằng lòng giao số tiền và chứng từ của chuyến hàng đó hay không? Ông định hù dọa tôi đó hả? Ông nên nhớ, ông đang ở trong nhà tôi. Chỉ cần một cú phone của tôi, ông thành kẻ cướp. Tất cả các thứ khác tôi bỏ qua hết, chỉ trừ tiền và hồ sơ chuyến hàng vừa qua thôi. Trả lại đây, cô hãy trả lại đi. Tiền đó đó hả? Tôi đã hiến cho trẻ khuyết tật rồi. Còn hồ sơ thì có lẽ bên hải quan họ giữ. Tin à? Không tin thì có thể hỏi anh Toàn đây. Phải không anh Toàn? Toàn, vì là sao hả Toàn? Có làm sao đâu, anh ấy đã giúp tôi đòi nợ ông. Một tên tiểu nhân hèn hạ. Mày phản tao đó phải không Toàn? Trời ơi, giờ phút này bên tôi còn có ai thân tín? Còn có ai để cho tôi làm chỗ dựa tinh thần? Quay lưng, phản bội. Tất cả đều quay lưng, tất cả đều phản bội. Còn có một mình tôi cô độc. Vậy chứ khi ông ra tay giết chết đời con gái của tôi, ông có chạnh lòng nghĩ đến giờ phút này không? Không thể được. Tôi không thể để mất tất cả một cách dễ dàng như vậy. Tôi đã tốn biết bao nhiêu công sức để leo lên chức vụ giám đốc ngày nay. Tôi đã phải nhờ vào tình cảm của người tôi yêu. Anh thấy mình có đê tiện lắm không? Khi lợi dụng tình cảm người con gái. Anh Phước, nếu giờ đây anh không hối hận thì anh sẽ mất tất cả. Tôi không thể nào mất những gì mà tôi đã cố công xây đắp. Kẻ nào cố tình phá vỡ nó, tôi sẽ đổi bằng mạng sống của mình. Toàn, giờ phút này mày nói thẳng đi, mày đứng bên nào? Dĩ nhiên là tôi phải đứng bên Dung. Chẳng lẽ theo anh vô khám à? Mày nói gì? Tại sao? Báo với anh là toàn bộ hồ sơ chuyến hàng lậu đã nằm bên hải quan. Anh sắp bị truy tố rồi đó. Mày phản tao chỉ vì một người con gái à? Lắm rồi, tao không vô tù một mình tao đâu. Tao mà vô tù thì mày là kẻ trước tiên cùng tao làm bạn đó. Yên tâm đi ông giám đốc, tôi đã tự biết tôi không có sạch sẽ gì, nhưng tôi được cái là thành tâm khai báo hết rồi. Hay, giỏi, mày giỏi lắm. Mày nữa, mày thông minh lắm Nhung à. Cả hai đứa mày đã chết, tao sẽ sống chết với chúng mày. Biết, mày biết là tao dám buôn lậu thì tao cũng có súng lậu. Anh Phước, anh, nếu không nghe theo lời của tao, tao bắn con nhỏ này trước. Bỏ xuống xuống. Em đến đây làm gì vậy? Để xem anh tán tận lương tâm đến mức nào. Nhưng mà em ơi, nó gạt anh. Nó gạt anh em ơi. Anh phải đòi lại những gì mà tụi nó cướp của anh. Anh đòi lại hết. Còn cái đời con gái mà anh đã cướp của người ta, bây giờ muốn đòi lại thứ gì? Nói đi, nói đi rồi tôi trả cho anh. Vân ơi, em là vợ sắp cưới của anh mà, tại sao ngã về phía chúng nó vậy?
Nghe anh nè, tha lỗi cho anh. Tha lỗi cho anh em ơi. Tha lỗi cho anh dễ dàng quá. Với hành động như vậy mà anh còn bảo tôi tha cho anh sao? Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Dân ơi, cứu anh đi. Nghĩ cách cứu anh đi. Nói đi em, anh làm sao đây Vân ơi? Giờ phút này rồi anh mới hỏi phải làm sao. Bấy lâu nay anh làm những việc dối gian sao anh không hỏi? Nhưng mà giờ đây anh đã ân hận lắm rồi. Anh đau khổ lắm rồi. Tha thứ cho anh, cứu anh em ơi. Ôi đớn đau cho tôi là từ bấy lâu tôi như người mù nhắm mắt nghe theo lời đường mật của anh. Vân ơi, anh tuy lỗi lầm gây nên tội, nhưng mà anh yêu em thật già, hãy để cho anh còn một chút ân tình. Anh đã dâng sâu vào tội lỗi, giờ còn đâu để quay lưng. Thương thân tôi vì quá tình ai, để ngày nay duyên phận bẻ bàng. Vân ơi, chỉ dằn cơn đau xót, mất mát hôm nay ta làm lại, cũng như em đang làm lại. Dù nỗi đớn đau của chị không to lớn bằng nỗi đau của em, nhưng chung quy lại đó là sự mất mát. Sự mất mát của người con gái thì nỗi đau luôn vô bến, vô bờ. Chị không dám nói trước một điều gì, nhưng bỗng nhiên chị cảm thấy sợ. Bỗng nhiên chị thèm được một mình, và chỉ một mình trên suốt cuộc đời cô độc. Vân ơi, còn anh, dù chúng ta không thể nào tái hợp, nhưng tôi vẫn chân thành khuyên anh, anh hãy dũng cảm mà chấp nhận hậu quả do mình gây ra. Hành động nào cũng có cái giá phải trả của nó. Sớm muộn gì anh cũng phải chịu tội trước pháp luật. Nếu như thấy được tội lỗi của mình thì anh hãy đi nhận tội đi. Em nói đúng, anh phải đi nhận tội. Anh không còn con đường nào khác nữa. Anh cũng không còn nơi bám víu. Anh biết anh đã rơi xuống tận cùng đáy vực u mê và ác vọng. Chỉ xin một điều, mọi người hãy tha thứ cho tôi. Tha thứ cho tôi. Vâng, đi nhận tội đây. Chị Vân,
còn chi. Dù thế nào đi nữa, chị cũng còn có bổn phận với mẹ cha, với những người chung quanh, và với cả bản thân của chị nữa. Chị cảm ơn em, cảm ơn em nhiều. Lời cuối cùng, chị chúc em và anh Hiển được nhiều hạnh phúc. Như vậy là đã kết thúc một hận thù. Nhưng thật sự mình cũng chịu quá nhiều mất mát. Ôi cuộc đời, ôi con người, tại sao không thể đối xử với nhau bằng tình thương và lòng nhân ái, để cuộc sống này luôn tươi đẹp, để con người đừng đánh mất tuổi xuân trong hận thù đau khổ. Nhung ơi! Nhung! Nhung! Anh Hiển! Em có sao không? Anh Hiển! Em đã trả được thù rồi, anh Hiển ơi! Nín đi, đừng khóc nữa em. Mọi chuyện đã qua rồi, anh sẽ đưa em về quê. Về quê mình Nhung à! Về quê à? Con còn định bỏ má đi đâu nữa con? Trời ơi! Má! Má ơi! Con má biết hết rồi. Thằng Hiển nó nói cho má biết hết rồi con à. Nhung à, Út Đẹp về quê đón má lên đó. Anh đã nói hết cho má nghe rồi. Má, tha thứ cho con nghe má. Con tôi sao mà khờ dại quá. Chuyện đau như vậy mà cứ một mình gánh chịu. Sao con không để cho má xớt chia cùng con bao phiền lụy trong lòng. Vậy mà bấy lâu nay má còn để bụng dân hôn. Một vết xước con đau là như ai bào lòng má. Mỗi giọt nước mắt con tuôn trào là ruột gan má xót xa. Con tôi dại khờ mà phải chịu lắm không ba, thà ôm nỗi niềm riêng chứ không phiền lòng mẹ. Nay mọi chuyện đã qua, con phải về với má để má được nâng niu bù lại tháng năm dài. Má ơi, mấy năm xa nhà con nhớ quá má ơi. Nhưng mà thân con không có dưng dĩ gì hết á. Chỉ có biết là ở dưới quê mình bà con ai cũng nhớ chị hết. Bây giờ không có ai cho chị đi nữa đâu. Nhung ơi, em như là một cánh chim non lạc lõng bơ vơ giữa trời giông bão. Nay nắng đã lên, mây hồng đã lộ vàng, em hãy quay về với bờ bến yêu thương. Bao thâm tình đang dang rộng vòng tay, ngày em trở lại rượu nồng hương yêu cũ. Hiển ơi, xác thân em giờ đây quen ngu, anh khơi lại tàn tro sao tìm được chút than hồng. Thân
là gì so với sự trong sáng của con tim dưới lớp tàn tro tháng hồng còn ấm mì. Đem chút tình yêu thổi bùng lên ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn cho băng giá bay xa. Anh Hiển, em má ơi, con nghĩ hết lời rồi mà em Nhung chưa có đồng ý. Má nói giùm cho con một tiếng đi má. Ý trời trời, chưa chi đã kêu bằng má rồi. Lẹ gì ông nội? Lẹ gì? Đáng lẽ kêu bằng má mấy năm rồi, đợi đến bữa nay là chậm rồi đó, phải không má? Trước sau gì cũng kêu má mà. Nghe chưa đẹp? Nhung à, về với má nghe con. Anh chị bên nhà với con Hân cũng mong con về lắm đó. Má, con xin nghe lời má, con sẽ về. Nhung đồng ý rồi, con mừng quá má ơi. Người ta về với má chứ bộ, tự nhiên cái mừng. Ừ, thì mừng ké. Ý, quê sệ, có người mừng ké. Mừng ké mắc gì quê sệ mẹ, đẹp. Thôi đừng có chọc quê nữa, mình dẫn bác về bển lấy đồ. Còn thằng Hiển là phụ con Nhung thu xếp đồ đạc rồi về luôn thể nghe không con? Dạ. Đi liền về liền nghe không con? Dạ. Dạ. Nhung, em đã thật sự về với anh rồi. Nhung ơi. Anh Hiển. Một ngày ta về trên đồng xanh ngát hương đưa, một ngày ta về bên hàng câu nắng lưa thưa, đợi chờ bên bờ đê dòng sông con nước đầy, hoa trái đông đưa bên lũy che thưa nghe câu hò thơ xưa. Mình cùng nhau về trong mùa lúa chín đơm bông, rộn ràng quanh làng